Hello anh em nha, mới móc cái họng của SH 32 ly. Đây. Cái của nó nè. Nguyên bộ luôn. Đây là cái họng SH đời 2018 2019 nè. Này cái cũ này đời mới. Cũ thì nó xài giống Winner nha anh em. Con IACP này. Biến cái này nó sẽ chung. Đây. Đời cũ nè. Đời mới nè. Cái này là những cái họng móc rồi. Đây họng Vario 26. Nơi. Này mình làm sẵn luôn anh em vô là đổi qua luôn nha. Vario 26 lên 28. Rồi, ok. Anh em có làm xe làm đồ cái alo cho mình nha.